Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Hi, hello mọi người, mình là Mỹ Phương đây. Và Roblox lại hợp tác với lại Nike rồi. Ngày hôm nay chúng ta có một cái event và nhận hai cái vật quà miễn phí nha mọi người. Đó chính là cái nón và cái ba lô. Mọi người có thể nhìn thấy thì những vật phẩm ở đây. Đó, có một bộ đồ và hai đôi giày nữa. Nói chung thì bây giờ mình sẽ vào tựa game này để khám phá nha mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà lấy được hai vật quà miễn phí đó. Vô cùng đơn giản. Let's go. Wow. Trường hợp nếu mà các bạn nào mà chơi trên điện thoại á, mà nó bị màn hình dọc ấy, thì mọi người hãy vào phần cài đặt và bật xoay màn hình để mà có thể nghe như mình nha. Rồi, để mà các bạn lấy được cái nón và cái ba lô thì các bạn chọn cho mình chữ teleport này. Xong sau đó thì chọn lobby vào sảnh. Ok, khi mà đến sảnh rồi thì mọi người cho mình tìm cái chỗ showroom nha. Cái phòng trưng bày á. Showroom đâu ta? Đây. Mọi người nhìn thấy cái khu này không? Showroom nè, phòng trưng bày. Đi đến đây thì các bạn sẽ lấy được thôi. Thì nó cho mình sẵn 750 xu nè. Không biết là mấy cái tiền này có mua được gì không ta? Đây. Thì ở đây là showroom những cái đôi giày này kia, áo quần này kia nè. Này lấy gì đây? Cái này là... Lấy được không ta? Bị gì rồi lấy không được. Mặc dù là mình 750 xu. Thôi, bây giờ đi qua đây nè. Đây, các bạn tìm cho mình cái con NPC mà có cái ba lô với lại cái nón nè. Đó, rồi click vô cho mình. Khi mà click vô thì nó sẽ hiện cả ba lô và cái nón luôn. Và những cái huy hiệu góc bên phải. Thì đó, các bạn đã lấy được rồi. Đây thì nó có những cái vật phẩm khác nữa mà mình không biết là nó chỉ mặc trong game hay sao á. Mặc trong game thôi, còn hai vật phẩm này nè, cái nón và cái ba lô thì sẽ có trong inventory của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phần avatar review cho mọi người xem nha. Mình đã đi đến phần avatar rồi thì bây giờ mình sẽ đến phần nón nè. Gỡ ra. Đấy, đây là cái nón mà chúng ta vừa nhận được và kèm với cái ba lô. Cái ba lô Nike. Đó. Rất là dễ lấy luôn. Link game thì mình sẽ để ở phần mô tả video để các bạn có thể tiện lấy hoặc là dễ tìm kiếm hơn nhé. Ok, chúc các bạn lấy thành công và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.